đâu đâu Diệu Như hả? Đủ má để anh sử dụng thiên địa vô cặn đấm đi chết mẹ luôn. Diệu Như nè. Đó, từ từ. Nè, để cho anh em coi Diệu Như rớt gì nè. Tinh hồng bảo thạch, tử kim thạch. Diệu Như nén cù bắp quá, từ từ. Làm lại cái nữa. Là hôm kia mày đừng làm chuyện khó coi nha, anh đọc mày đó. Từ từ, để anh quất tiếp cái nữa coi. Má Diệu Như này hơi cùi nha. Nhưng mà đúng rồi, đủ mẹ boss mà quýnh con nào ra con đó thì đủ mẹ con gì là boss nữa. Nữa Diệu Như nữa. Rồi con đủ mà. Tử kim khoáng thạch này là mua đồ á anh em. Nè nè, chân đơn 90 nè. Nè chân đơn 90 nè. Đó, đẹp thấy không? Đó, thấy không? Thấy không? Anh em mình sang boss là ra chân đơn 90 nè. Đó quý vị, nè. Sử dụng được một kỹ năng skill 90 nè, thấy không? Đó, sử dụng là được một skill kỹ năng 90 nha anh chị em. Cho nên là anh chị em mình luyện kêu là chỉ là một vấn đề thôi. Luyện kêu là đơn giản. Đơn giản nha quý vị. Nè tiếp nè, để gọi boss boss đại nè. Boss đại bằng kim nè. Gọi mẹ Hà Linh Phiêu đi. Hà Phiêu ra đâm Hà Phiêu coi. Đâm Hà Phiêu cái nè. Để coi coi Hà Phiêu rớt gì nha, từ từ. Đó tao thấy cái bịch nè. Đó, thấy không? Bí kíp lễ bao nè, thấy không? Bí kíp lễ bao 90 nè, thấy không? Một ngày nhiều boss lắm mấy bà. Tiếp nè anh chị em, tiếp nè. Ok đó phải không anh em nè, lấy bao quý kiếp nè thấy không, từ từ lát nó mở ra cho coi. Từ từ tiếp nè. Bất đại kim đi. Chơi mẹ nó trung linh tú luôn đi. Thôi quá đủ mẹ, rớt cái gì thấy ghê vậy. Rớt cái gì thấy ghê vậy. Rồi mày húp được nhiêu trong trăm củ. Trăm củ gì ba? Trăm củ nào đâu đây ba? Từ từ tiếp nè anh chị em. Phúc Duyên lâu nghèo má trưởng ngàn cái cho mày đi về đi nè, chỗ anh đang làm việc nha. Tinh hồng thì tinh tử kim này nè, mấy cục tử kim này là anh em mua đồ nha anh em. Tử kim này là giá trị á, chứ một cục là mấy xu bạc á, chứ không phải chơi đâu nha anh em, chứ không phải là đồ bỏ đâu nha. Hôm qua là mình không lụm để tránh cái tình trạng gọi là quân rương. Tiếp nè mấy ông nội. Đó, ngày xưa nhớ cái gì mày lóc ạc vô liền. Lóc ạc vô liền. Từ từ để gọi boss thủ cho coi nè. Nè nè, đi phong lân độ nè. Đi phong lân độ nè, đi phong lân độ nè, giết nè. Nè, đi phong lân độ giết boss này nè. Nè, cho anh em coi phần thưởng boss này nè. Đó, cậu mã đi ghê chơi nó đổ một bụp luôn đó chưa. Từ từ, từ từ, boss này cùi nè. Ra đồ cùi nè. Từ từ tiếp nè, để thả tiếp con nữa coi. Má. Trời ơi, đụng mày điên quá, đụng mày nó phải có tỷ lệ chứ, mày chơi game mày chơi đủ má mày tháng này qua tháng nọ chứ. Mày quýnh con nào cũng ra đồ đủ má, con nào cũng ra đồ chết ta sao cha. Con nào cũng ra đồ đủ má chết ta đó. Ở đó mà cùi. Tụi xưa mới vô mà mày kêu quýnh đụng mày nè, mày biết đụng mày biết mấy cục tử kim muốn thật này một cái là bao nhiêu tiền lắm đó ba. Đừng giận. Nhiều tiền lắm đó cha nội. Ồ quá. Từ lắm tiếp thêm mấy con nữa coi. Rồi đủ má. Tử kim khoáng thạch nhiều tiền lắm á mấy ông nội ơi. Rồi thấy ghê quá, để tao cụ má biết ớn không. Để coi bao nhiêu cục nha. Má một cục mình tính đi 5 xu là nhân lên một cái. Ủa mày quýnh boss này là hơi bị dữ á. Nghe 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 nghe. Tôi quýnh thêm con nữa thôi. Tôi quýnh thêm mấy boss đại nữa nha. Từ từ sao giới thiệu cho anh em coi boss nè. Thu phí nha anh chị em, mỗi ngày điếu dép. Đó, thu phí mỗi ngày điếu dép à. Nhẹ nhàng mà anh chị em, mỗi ngày có một điếu dép chứ nhiêu. Mỗi ngày điếu dép là ok rồi. Rồi qua đó, thấy ghê chưa. Nè nhất kỹ nè, nè nè nè, mày thấy chưa. Má, nãy giờ tao không thấy nè. Hồi nãy giờ tao bảo đảm mày không thấy, không để ý luôn. Không để ý luôn, nhất kỹ giống nhau nè. Nhất kỹ nó giống nhau, cũng qua nãy giờ tao không để ý. Má thiệt chứ. Tưởng đâu là tự tin không. Mày biết cục nhất kỹ đó bao nhiêu tiền không, cục nhất kỹ đó hơi bị mắc á. Má đàn chân đại gia xài không á. Để tao kiếm coi có cục nhất kỹ nào không. Nè tử ngọc nè mày thấy không. Má nó là gì cái túi tao lộn mày hiểu không. Nè cục này là 200 xu rồi đó. Má ở bởi cùi. Tao nhìn tao tưởng đâu là tử kim khoáng thạch nó là cái túi luôn hiểu không. Rồi ủ mẹ hèn gì tao nói cho quýnh con nào cũng ra như con đó gì ghê quá. Đó mày thấy chưa. Ủa mày thấy bể chưa. Nè tiếp nè coi con này ra nè. Rồi nè tử ngọc nè mày thấy không. Ủa vậy mà mày kêu không có gì đủ chết ta mày.
Má đi ghê không? Nhất kỹ này, nhất kỹ là ăn vô là lên. Lên gọi là hơi bị dữ nha, skill á. Nhất kỹ này là vô là lên skill nha anh chị em. Ba lê lên 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 ba pem. Từ từ để tôi quýnh tiếp mấy con boss cho anh em mình coi chơi. 2k 3 điếu dép. Ngày có 1000 là mấy cha, ngày có 1000 đâu ra 2000. Điếu dép đủ dần gói dữ lắm, 20.000 chứ nhiêu. Gói dữ lắm 20.000 chứ nhiêu mấy cha. Gói dữ lắm 20.000 à. Thu phí anh chị em ngày có gọi làm điếu dép là có 1000 à. Gọi boss tại chỗ nữa coi nè, từ từ coi coi boss nào nữa ta. Má boss sát thủ ta không gọi được chứ gọi được ta gọi luôn. Dép giờ mua ở đâu ca điếu cha. Thì chứ dép giờ gói nhiêu cha. 24.000 hả mày mới mua. Đủ má gì mày mua lẻ tao mua sỉ cha ơi, đủ má. Mua bên cam nó tính có 19.000 mấy trăm đồng à cha. Bên cam nó bán có 19.000 mấy trăm đồng à. Quỳnh ơi cho anh điếu dép Quỳnh ơi. Đủ má. Bên cam đủ mẹ bên...